Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua bệnh viện đã tiếp nhận một số trường hợp bệnh nhân nhập viện do biến chứng của bệnh zona thần kinh. Điển hình là trường hợp của bà TH 60 tuổi ngụ tại Bình Dương gặp biến chứng zona thần kinh kèm lất da vùng lưng, đau nhức không thể ngủ. Khi nhập viện, các nốt mụn nước đã lan rộng, có dịch đục, hóa mủ, chật loét. Bác sĩ chẩn đoán bà gặp biến chứng zona thần kinh, da nhiễm trùng nặng do tự đắp đậu xanh giãn nát lên các nốt mụn. Sau khoảng một tháng điều trị, vết thương đã lành nhưng cơn đau kéo dài do tổn thương dây thần kinh ở da xuất hiện tại các vị trí chật loét cũ, đau buốt tận óc. Người phụ nữ không thể ăn, ngủ bình thường, cơ thể mệt mỏi và khó chịu. Tương tự như trường hợp trên, ông NHT 50 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, bất tiện khi sinh hoạt hàng ngày do bệnh zona. Ông chia sẻ rằng, khó chịu nhất là khi ngồi ghế, da phải ngồi một bên, phần bên kia mụn nước mọc phủ đùi. Triệu chứng ban đầu là đau rát và ngứa dữ dội tại bắp đùi sau khi gãi vết thương lan rộng rồi chuyển thành loét và đau buốt. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh zona, biến chứng tổn thương dây thần kinh da. Bệnh nhân cho biết thêm, chưa có tiêm vaccine thủy đậu vì đã từng mắc bệnh từ nhỏ và không nghĩ virus thủy đậu có thể gây bệnh zona thần kinh. Theo các bác sĩ, bệnh zona gặp ở mọi lứa tuổi, thường xuất hiện ở người già, trẻ em khi có bệnh nền, sức đề kháng yếu. Virus có khả năng ngủ đông cho các tế bào, hạch thần kinh bùng phát khi gặp các điều kiện thuận lợi như suy giảm miễn dịch, tuổi cao, stress, suy nhược cơ thể, làm việc quá sức. Zona gây tổn thương dọc sợi thần kinh và cả đầu tận sợi thần kinh trong da, khiến cho người bệnh cảm thấy rất đau đớn. Bên cạnh đó, người bệnh còn phải chịu tình trạng đau đớn kéo dài, gọi là cơn đau sau zona. Các cơn đau này sẽ xuất hiện sau khi vết thương ngoài da đã lành. Đau nhiều sẽ khiến người bệnh bị giảm khả năng lao động, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, giấc ngủ và chất lượng cuộc sống. Nguyên nhân gây ra kéo dài là tình trạng bị viêm, hoại tử và sơ hóa các đầu mút tận dây thần kinh có cảm giác do virus gây ra. Biến chứng xuất hiện do người bệnh đã bỏ lỡ thời gian vàng để điều trị hoặc chữa bằng các biện dân gian khiến bệnh trở nên nặng hơn. Các bác sĩ khuyến cáo khi bị zona tuyệt đối không gãi cạo sắt chanh, sắt muối, đắp đỗ xanh, gạo nếp vì sẽ làm cho tổn thương sâu hơn, lan rộng hơn, nhiễm trùng và loét. Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, có thể tắm rửa hàng ngày nhưng không được sắt xà phòng trực tiếp lên vùng da bị bệnh. Để chủ động phòng bệnh zona thần kinh, người dân cần tiêm phòng vaccine, theo dõi sức khỏe, tập luyện đều đặn, ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý. Khi bị tổn thương xuất hiện ở vị trí nhạy cảm như ở nửa mặt hoặc mắt, mọi người cần phải đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu ngay để hạn chế tổn thương mắt, tránh những nguy cơ giảm thị lực hoặc mù lòa, sẹo vùng mặt. Chia sẻ bệnh zona thần kinh, bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Phượng, trưởng khoa điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết. Khi biết mình bị bệnh zona thì tốt nhất là đến các cơ sở y tế chuyên về bệnh zona để được khám và điều trị. Tuy nhiên thì bệnh zona là một bệnh do virus và có thể tự giới hạn. Trong những trường hợp nhẹ thì có thể không cần điều trị, bệnh nhân cũng có thể tự khỏi. Còn nếu mà biết mình bị bệnh zona mà để phòng trừ các cái biến chứng thì nên bệnh nhân nên đi khám sớm, được điều trị bằng các cái thuốc kháng virus sớm thì bệnh sẽ khỏi nhanh hơn và đỡ các biến chứng sau này. Bệnh nhân bị bệnh zona thì cũng nên tắm rửa vệ sinh bình thường. Những cái vùng mà tổn thương bị zona thì có thể là được rửa bằng các loại nước muối, chứ cũng không nhất thiết là mình phải sát trùng thường xuyên. Và cái việc tắm rửa bình thường, rửa thêm bằng nước muối, sau đó thì bôi thuốc, các cái kem bôi để điều trị zona. Nếu mà không điều trị đúng cách thì có thể có một số các cái biến chứng, ví dụ như là một số các cái biến chứng kể cả bản thân khi mà bệnh nhân đến khám cũng có thể xuất hiện các cái biến chứng. Tuy nhiên là điều trị sớm hơn thì nó sẽ đỡ. Các cái biến chứng thì có thể là biến chứng ngoài da hoặc là có biến chứng ở bên trong. Ví dụ như các cái biến chứng nặng như là một số trường hợp, ví dụ như zona ở vùng đầu mặt cổ, nó có thể gây cái hội chứng màng não chẳng hạn. Còn là một số trường hợp mà bệnh nhân tự điều trị, chẳng hạn như là tự bôi bằng các cái thuốc, ví dụ đắp thuốc lá thứ, thì nó có thể để lại các cái biến chứng như là loét lâu lành này, và các cái tổn thương thần kinh nó sẽ lâu lành hơn, sau đó thì để lại một cái triệu chứng sau cái zona nó rất là lâu. Gần như là bệnh nhân có thể là để lại một cái sẹo thần kinh và bệnh nhân có bị đau cả đời. Khi mà mình bị zona ấy thì nên nghỉ ngơi và nên đến các cơ sở y tế để được đưa ra các cái phương pháp điều trị một cách hợp lý, chứ không nên tự điều trị, không nên tự điều trị bằng các cái loại ví dụ như là đắp thuốc lá hoặc là dân gian có kiểu là người ta cứ nhai đỗ xanh các thứ người ta đắp vào đấy, thì tổn thương da nó có thể nó rất là bị loét. Sau đó thì nghỉ ngơi, rồi là nếu mà bị đau hoặc là có các biến chứng thì nên được thăm khám sớm để được điều trị sớm.